Camera vô tình quay lại những sai lầm trớ trêu nhất không thể tin được đã xảy ra. Đôi khi các bạn ơi, một cánh cửa khép lại thì Thượng Đế sẽ mở ra cho bạn một cánh cửa khác để mà kẹt đầu bạn. Sự xui xẻo của bạn chính là niềm vui của người khác đó nha, nhớ. Loài người khi mà gặp tình huống đen thôi đỏ quên đi thì sẽ tấu hề đến cái mức độ nào đây ta? Vô nào! Thứ nhất, giải cứu. Đây là pha giải cứu đi vào lòng buồn. Chắc chắn sẽ khiến cho các anh cứu hộ tụi nó bàng hoàng và bất lực lắm nha các bạn. Chị gái hẳn là người có tay lái lụa siêu VIP Pro mới làm được điều này đó nha trời. Thứ hai, buồn ngủ. Trời ơi, đang buồn ngủ thấy mẹ mà bị vợ bắt đi bán hàng kiểu. Trời ơi, khó. Ôi trời ơi, anh ơi, mơ đẹp không anh ơi? Có bắt được con ếch hay là mơ thấy số đề nào không? Báo giùm em cái anh ơi. Thứ ba, quê. À, hi, nhớ anh lắm luôn đó anh yêu ơi. Anh cũng vậy ngang. Ô là trời, vào lúc này thì chỉ cần một nụ cười thì trà tươi. Nhưng răng đâu mà cười, á à, hu hu. Trời ơi, chắc có cái quần ở đấy thì chị gái đội luôn lên đầu luôn đi. Trời ơi trời, quê. Thứ tư, lắc. Ê, cá đẹp quá hề. Chơi chụm kiểu ảnh cái coi. Ủa? Lắc vậy? Ông anh không phân biệt được đâu là cá, đâu là điện thoại hay gì vậy? Rồi ca này cần đến viện kiểm tra gấp giùm tôi nghe. Năm, tự sướng. Ồ, xinh nha. Dỗ cá mình. Trời ơi các bạn ơi, hãy sống đúng với con người thật của mình nha. Và chị gái này cũng nên vậy đi chị ơi. Thứ sáu, chán. Khung cảnh gia đình thật yên ấm, đang ăn cái tự nhiên. Trời, đứng hình 5 giây luôn, chị mẹ xác. Có cái bát cơm vào mồm cũng không cầm được. Tao chán chả buồn nói luôn. Rồi tôi là bị ăn chửi rồi đó mọi người. Thứ bảy, đi vệ sinh. Wow, bất ngờ chưa anh trai ơi. Đi vệ sinh giải quyết nỗi buồn cũng không yên nữa hả? Các bác đợi em nha, đi nốt một cái rồi hắn dọn ngang. Thứ 8, trúng phốc. Hai anh trai đang cùng nhau đánh bia. Hãy làm một pha kiến tạo đi anh ơi. Bravo, trúng phốc luôn anh ơi. Ca này chắc phải vào khoa sản quá anh ơi. Thứ 9, thích thể hiện. Ây da, nặng quá. À, gái xinh bây ơi, phải thể hiện thôi. Trời đất quỷ thần thiên địa ơi, thể hiện quá đà nè và cái cơ. Đó, thấy tổ tiên luôn. Quả này chắc chị gái chấn thương sọ não vào viện luôn quá mọi người. Sao đó được. Thứ 10, ống pô. Ơ, quái lạ, sao cái ống pô nó cứ phọt nước ra như là máy bơm vậy trời. À, đằng xa xa kia. Thì ra, đây là thủ phạm. Thằng nhỏ cầm cái gầu mút ngơ ngác nhìn kiểu. Nhìn gì hả con, chơi dại chưa? Bố nó lại tốn tiền sửa xe rồi nè. Một thần tượng. Được gặp thần tượng cái tự nhiên bị bối rối ngang à. Cái nút chụp ảnh nó ở đâu vậy? Anh ơi, cho em chụp kiểu ảnh với anh ơi. Xu cà na xui ghê. Mười hai, cà phê. Buổi chiều đang uống cà phê cái tự nhiên hả? Mém tí ra quần luôn. Ẩu nha ba, giỡn không có vui gì trơn vậy ba. Tưởng đang xuất khỏi trái đất luôn rồi nè. 13, à, nhầm. Ô là trời, chị gái thông minh dữ vậy. Cái bể phun nước của người ta mà chui làm gì vậy má? Rồi ướt như chuột lột chưa kìa. 14, chó gầy.
Nè, nay đang đi đường cái tự nhiên gặp được con chó gầy trơ xương luôn các bạn. Gầy y như là cái quả bí ngô luôn nha. Tội nghiệp, cờ hó nó không nhúc nhích nổi. Sao, nhìn gì, móc mắt giờ. Tao thấy thương con quá con. 15. Thiết kế. Quả nhiên ăn chơi không sợ mưa rơi. Chị gái có quả xe chớp đấy nha. IQ 3000 chị ơi. Mà mát không chị? Mát lắm em. 16. Drone. Mày ơi, lên đây, tao có trò này vui lắm luôn nè mày. Rồi, sẵn sàng chưa? Spider-Man đến đây. Ủa, rồi tao xuống kiểu gì ba? Cứu, bạn bè như cái muốn dập móng luôn rồi nè. 17. Bị hù. Tặng quà cho mẹ nè. Ở giữa ơi, răng. Đó, con cái vậy đó. Coi chịu nổi không mọi người? Làm mẹ hú hết con hồn luôn. Tao đẻ quả trứng ăn còn hơn nha mày. 18. Xách giỏ đi chợ. Lấy tiền đi chợ cho con sen nè. Việc gì cũng đến tay tao. Cho túi lạc đi. Thêm nữa đi. Ít vậy trời. Nữa. Rồi rồi ok rồi nha. Rồi cho hai quả dưa chuột nha. Ok, thank you. Ghê chưa, ghê chưa. Đã đi chợ cũng biết trả giá nè mọi người. Người yêu không có, nhưng chó là phải có một con cũng đúng thôi. Oh my god. Wow. 19. Mưa gió. Đang mùa mưa gió nên nó lạ lắm. Chuyện ngày mưa không của riêng ai. Gió lớn đến muốn bay luôn cái hồn ra ngoài luôn đó trời. 20. Trêu ngươi. Đó đó đó, coi đó, có khùng không? Chẳng qua tao đang buồn thôi nha. Tao mà ra được bên ngoài là mày tới số liền. 21. Ngày mưa. Chuyện của ngày mưa, mặc dù không lãng mạn, thế nhưng lại khá là giàu nha. Ê, mẻ này ngon, khỏi tốn tiền luôn. Cả dân tụm mồm luôn mày ơi, ảo thiệt đấy. Nice. 23. Xâm chiếm. Hỡi các anh em, Tiểu Cường đã thực hiện âm mưu xâm chiếm trái đất nha. Hãy làm cái gì đó đi nào. Trời ơi, quá kinh khủng. Mày tới số rồi con trai à. Gì mà xịt dữ vậy? Loài gián chắc hận ổng lắm luôn nha. Ôi giời mẹ đi. 24. Bị cướp ván. Ơ hay, ông anh ơi, cái ván của em à, trả cái ván đây. Mèo hết ván trượt của người ta rồi. Giỏi thế nhờ. Mẹ nó cay thế nhờ. 25. Cameraman. Trong đám cưới, ánh mắt ta đã va vào anh chàng cameraman. Sao lao xuống hố kiểu gì hay vậy anh ơi? Đi chỗ khác cho bớt quê cái coi. Vâng các bạn thân mến, đúng là sự suy sẻ của người khác chính là niềm vui của chúng ta đúng không nào các bạn? Cười mỏi mồm rồi, giờ thì cũng đã đến lúc kết thúc chương trình ngày hôm nay. Các bạn đừng quên like, share và subscribe để không bỏ lỡ những thông tin nóng hổi và thú vị nhất nha. Cảm ơn các bạn đã luôn đồng hành cùng với Nghiện Khám Phá. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các video thú vị sau nha. Bye bye bye.